đang mùa lúa chín cho nên nó là mọi người đang thu hoạch lúa nè anh chị. Đó, mùa lúa chín thơm rất là tuyệt vời luôn. À, phong cảnh miền Tây rất là đẹp ha anh chị. Đó. Rồi. Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở xã Vĩnh Hậu của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm trên mặt tiền đường công cộng này luôn nha. Đường này của mình là khoảng 2,5 m và xe ô tô là anh chị có thể vô được luôn. Và cái hướng ở phía trước màn hình này nè, anh chị đi chỉ tầm 400-450 m thôi là mình sẽ tới con đường tỉnh lộ 872. Anh chị rẽ phải là mình sẽ đi về chợ Cầu Kinh của xã Vĩnh Hậu, trường học ủy ban của xã Vĩnh Hậu luôn. Còn nếu như mà anh chị mình rẽ trái là anh chị sẽ đi về thị trấn Vĩnh Bình nha. Đất mình ở đây là sẽ gần chợ và gần thị trấn Vĩnh Bình. Khu vực ở đây cũng là khu vực dân cư đông đúc nha anh chị. Đường đi thì cũng rất là rộng rãi luôn. Xe ô tô là sẽ vô tới đất của mình luôn ha. Rồi thì đây là cái miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị mình nè. Đất mình có tổng diện tích là khoảng 567 m², và trong đó mặt tiền bề ngang là khoảng 17 m, và chiều sâu vô hết đất luôn là khoảng 33 m nha. Đất cây lâu năm và chủ kêu giá là 900 triệu ha. Thì mặt tiền bề ngang 17 m là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái khoảng ở đây nè. Đây, để lại đây em chỉ cho anh chị xem ha. Đây, 17 m là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái khoảng này nè nha anh chị. Đây, cái khoảng ranh này nè ha. Mình sẽ đo dài qua cái mé bên đây luôn. Đây, qua tới ngay chỗ cái khúc mà có hai anh chị đang ngồi đây nè. Mình chạy dài xuống, nó giáp ranh với cái bờ dừa của hàng xóm ha. Và chiều sâu vô hết đất luôn đó là tới cái mí, hết mí cỏ xanh xanh này nè. Để em đi xuống em chỉ cho anh chị xem nha. Ngang là 17 và chiều sâu vô là 33. Đất cây lâu năm, giá là 900 triệu ha. Và cái vị trí ở đây là sẽ lên thổ cư được luôn nha anh chị. Nếu như mà anh chị nào mà mình thích xây nhà vườn á, xây nhà vườn nghỉ dưỡng á, thì em nghĩ là cái view này là một cái view rất là đẹp và rất là thích hợp luôn để cho anh chị xây nhà vườn. Còn nếu như mà anh chị nào mà mình không thích xây nhà vườn á, thì anh chị có thể mua miếng này và mình có thể lên thêm thổ cư, xong rồi anh chị có thể chia nền ra để bán là vẫn được luôn nha. Anh chị có thể chia làm 2 nền hoặc là 3 nền là cũng rất là tuyệt vời luôn. Tại vì mặt tiền bề ngang của mình là tới 17 m luôn ha. Một cái diện tích cũng vừa đủ để cho anh chị xây một căn nhà vườn luôn. Và cái view ở đây rất là đẹp nha anh chị. Xung quanh ha là bao quanh nó là đồng lúa nè ha, chín vàng luôn, thơm nức mũi luôn ha. Rồi dân cư thì cũng có luôn. Từ đây mà anh chị đi chợ là chỉ có 600 m thôi nha. Đây, tới đây là em hết loại được rồi anh chị. Đất mình là sẽ tới ngay chỗ cái mí ranh ở đây nè. Đây, cái mí ranh cỏ màu xanh ở đây nè ha anh chị. Từ ngay chỗ vị trí cái khoảng này nè, mình sẽ dài qua tới bên đây luôn. Nó tới ngay chỗ cái mí này là hết đất ha, là ngang 17, chiều sâu là khoảng 33, đất cây lâu năm, giá là 900 triệu. Vị trí ở đây là sẽ lên thổ cư được bình thường nha. Điện nước wifi thì sẽ có đầy đủ hết luôn, cho nên là anh chị mình cứ yên tâm ha. Và đèn đường là có luôn nha anh chị. Trời ơi anh chị xem nè, mùa lúa chín đó anh chị, gặt lúa anh chị xem, nguyên một đàn chim sẻ luôn, nó đậu ở trên cọng dây điện nè. Đó anh chị có thấy không, mấy cái chấm đen đen này là chim sẻ đó anh chị. Bên đây nữa nè, đó, đó là chim sẻ đậu á nha anh chị, rất là thích luôn ha. Khi nào mà anh chị về anh chị xem miếng đất này nè ha, mà anh chị đi đúng cái giờ khoảng trưa trưa này nè, mà ngay lúc á mà mọi người gặt lúa, anh chị sẽ thấy rất là bình yên luôn. Anh chị mà về đây nghỉ dưỡng là đúng là tuyệt vời luôn á, không có kiểu mà ồn ào giống như anh chị ở trên thành thị ha. Còn nếu không á thì em nghĩ là bây giờ á, hiện tại là anh chị có thể mua miếng này anh chị để dành, rồi sau này á anh chị mình về mình xây nhà cũng được, hoặc là sau này anh chị đầu tư lại cũng ngon nữa ha. Rồi để em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình cùng xem nha. À, đất mình thì sẽ thấp hơn mặt đường một xíu nha anh chị. Nói chung là cũng không có quá thấp đâu. Anh chị về là mình có thể đổ nền lên một chút xíu nữa là anh chị có thể phân lô ra nè. Rồi anh chị có thể cất nhà rồi trồng cây trái rồi là được luôn rồi nha. Ở đây thì em thấy là mọi người trồng cây trái cũng rất là tốt luôn. Nói chung là xanh tươi luôn á anh chị. Ở đây thì nếu mà xài nước thì mình sẽ xài nước máy của nhà nước nha. Đất của mình thì hiện tại là em thấy chủ chắc là đang trồng cỏ cho bò ăn nè. Đó, đây là nguyên một cái miếng đất của mình nè.
từ ngay chỗ vị trí ở đây ha, mình sẽ đo dài qua bên đây luôn, tới ngay chỗ cái mí ranh này. Đó, mí ranh này cho chạy dài xuống dưới đây. Đó, cặp theo cái bầu dừa này luôn. Đó, nguyên miếng này là của mình ha. Đây, rồi thì bây giờ em mở định vị cho anh chị xem. Cắt lúa anh chị có cái máy cắt á, xong cái nó suốt sẵn luôn, cho vô bao sẵn luôn. Cái mọi người nè, xuống là giác lúa lên nè ha. Xong rồi bạn hàng vô tới chỗ để cân lúa luôn. Đất mình là sẽ nằm ở hướng đông bắc nha. Nắng quá, để em đi lại đây em mở định vị cho anh chị xem. Rồi đúng là nắng luôn á anh chị. Nhưng mà điều xuống đây á thì gió nó mát lồng lộng luôn, rất là tuyệt vời luôn. Rồi cho anh chị xem nè, chim với lại yến nè, em thấy nè bay. Ủa người ta bắt chuột kìa anh chị. Rồi anh chị xem nè, cái nút mà xanh xanh là vị trí em đang đứng ở đất của mình. Thì sát bên đây là ủy ban của xã Vĩnh Hụ, là anh chị rẽ phải. Còn anh chị rẽ trái là mình sẽ đi ra ngoài thị trấn Vĩnh Bình nè ha. Rồi thì từ vị trí đất mình á, anh chị đi chỉ có 450m thôi là anh chị ra tới đường tỉnh lộ 827. À 827, hồi nãy em nói lộn 872 anh chị ơi, 827 nha. Đó, 450m thôi. Còn từ vị trí của mình ở đây á, anh chị đi lại tới ngay chỗ mà chợ Cầu Kinh của xã Vĩnh Hụ á, thì trung bình anh chị đi chỉ có khoảng 650m thôi. Đây, 650m là anh chị sẽ tới chợ Cầu Kinh của xã Vĩnh Hụ ha. Rồi anh chị đi qua cầu luôn thì bên đây sẽ có trạm y tế của xã Vĩnh Hụ nè. Rồi ở đây là có ủy ban của xã Vĩnh Hụ nè. Bên đây là có nhà văn hóa nè ha. Rồi xét ở bên đây là có trường trung học cơ sở Vĩnh Hụ luôn. Một ngôi trường rất là lớn luôn, đang xây dựng cũng sắp hoàn thiện rồi ha anh chị. Đó, ở đây thì dân cư sẽ đông đúc hơn. Rồi quán ăn, quán cà phê ở đây là có đầy đủ luôn. Anh chị đi chỉ có khoảng 650m thôi, 2 phút là sẽ tới nha. Còn từ vị trí đất của mình ở đây mà anh chị đi ra tới ngoài thị trấn Vĩnh Bình á, thì trung bình mà anh chị mình đi là chỉ có 4 cây số thôi nha. Rất là gần luôn ha. Đây, anh chị đi là 4 cây số là khoảng 8 phút thôi sẽ ra tới thị trấn Vĩnh Bình. Thì ở đây sẽ có đầy đủ những cái tiện ích hơn. Từ chợ, chợ của xã Vĩnh Bình là một cái chợ lớn luôn ha. Xét bên đó là có trung tâm y tế huyện Gò Công luôn. Bên đây là có công an nè anh chị, rồi có ngân hàng nè, có ủy ban, có công viên, có nhà văn hóa, phòng công chứng nè, rồi siêu thị Bách Hóa Xanh, điện máy xanh luôn nè. Đó, anh chị xem rất là nhiều luôn, đầy đủ hết luôn ha. Anh chị đi là chỉ có 4 cây số thôi, là khoảng 8 phút là sẽ tới nha. Còn từ vị trí của mình ở đây mà anh chị đi ra tới ngay chỗ mà đầu quốc lộ 50 á, ngay chỗ mà ngã tư Hòa Đồng á, thì trung bình anh chị đi là chỉ có 5,9 cây số thôi nha. Đây, đây là ngã tư, người ta hay gọi là ngã tư Hòa Đồng nè, ngay quốc lộ 50 nè anh chị. Đó, 5,9 cây số thôi, sát bên là có trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Thình luôn, rồi bến xe Gò Công Tây luôn. Vậy là từ vị trí đất của mình á, anh chị đi tầm khoảng 600m đến 900m thôi là sẽ tới chợ, trường học, ủy ban của xã Vĩnh Hụ luôn. Còn á mà anh à, trường học á là sẽ có trường mầm non, mẫu giáo cấp 1, cấp 2 nha. Còn nếu như á mà đi học trường cấp 3 thì mình sẽ ra ngoài thị trấn Vĩnh Bình, là khoảng 4 cây số đến 5 cây số là mình sẽ có trường cấp 3 của ở ngoài thị trấn Vĩnh Bình nha. Còn từ vị trí đất mình ở đây anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình anh chị đi á là khoảng 65 cây số nha, là mình đi theo đường ô tô ha. Mình đi là khoảng 1 tiếng 45 phút nha anh chị. Còn mà từ thành phố Mỹ Tho anh chị mình đi xuống tới dưới đây á, thì trung bình anh chị mình đi là 33 cây số, khoảng gần 1 tiếng thôi, 55 phút là anh chị về tới thành phố Mỹ Tho rồi ha. Còn từ vị trí đất mình ở đây anh chị đi về thị xã Gò Công á, cũng khá là gần luôn, chỉ có tầm khoảng 19 cây số thôi, anh chị đi khoảng nửa tiếng là mình về thị xã Gò Công ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha, đất mình á là nằm ở xã Vĩnh Hụ của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đất là nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng khoảng 2,5m và là xe ô tô vô được luôn. Diện tích đó là
567 m², trong đó là bề ngang là 17 m, chiều sâu vô là khoảng 33 m, trong đó là đất cây lâu năm và giá là 900 triệu. Rồi thì nếu mà anh chị nào có quan tâm tới miếng đất này, anh chị có thể liên hệ trực tiếp cho bên công ty nhà đất Quyền Trang Thái nha, để tụi em dẫn anh chị mình đi xem đất và sau đó là mình gặp chủ để anh chị thương lượng về giá cả luôn ha. Một vị trí cũng khá là tuyệt vời, một cái view rất là đẹp để anh chị xây nhà vườn luôn đó anh chị xem. Gió mát lồng lộng luôn nè, rồi chim sẻ đầu đậu trên cành nữa ha anh chị. Rồi đang mùa gặt lúa luôn, rất là miền Tây luôn ha. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha.